anh ơi, nhà em khi bước vào cửa chính thì nhìn thấy thẳng cửa hậu. Vậy có vấn đề gì không anh? Với câu hỏi này thì tôi xin trả lời với bạn thì đấy là phạm vào một loại sát trong phong thủy. Cái sát này có tên là hậu môn tiên lâm ngoan cướp tật. Nghĩa là nếu như mà cửa trước và cửa sau mà nhìn thông với nhau thì rất dễ mắc những cái bệnh liên quan đến xương khớp, chân tay, chẳng hạn như gãy chân gãy tay, những bệnh về xương khớp phong thấp dạng dạng như vậy. Do vậy là nếu như gia đình mình mà nhà đang rơi vào cái sát này thì có thể là bịt lại cái cửa đấy, mở ra một cái cửa hướng khác. Thì tất cả các căn nhà khi thiết kế sẽ phải thiết kế là cái cửa chính và cửa hậu nó phải chéo nhau, để mục đích là để khí nó lưu thông ở trong cái căn nhà nhưng nó vẫn phải giữ lại được cái khí, thì đấy là khí tốt. Nếu như mà khí nó cứ đẩy tuần cửa vào, từ cửa chính vào và nó ra cửa hậu ngay, thì vô hình chung là nó không đọng lại cái khí, căn nhà nó mất đi cái hơi ẩm. Do vậy là những bệnh về xương khớp, bệnh về phong thấp rất dễ phát sinh. Do vậy là bạn có thể bịt lại cái cửa đấy. Trong phong thủy cũng có câu là mắt không nhìn thấy thì không phải là sát. Đấy, bịt lại thì nó lại không phải là sát nữa. Đó là một cách hóa giải bạn nhé. Knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.